Hello, xin chào mọi người và chào mừng các bạn đã quay lại kênh của mình. Mình là Kelvin, nhân viên bất động sản ở Houston, Texas. Và hôm nay Kelvin muốn chia sẻ một cái topic về foreclosure moratorium hoặc có thể gọi là forbearance. Thì cho những bạn nào mà chưa biết về forbearance thì đây là một cái chương trình trợ giúp của chính phủ giúp cho những bạn nào đang bị ảnh hưởng bởi COVID có thể delay ở trên cái mortgage payment hoặc là không phải trả tiền nhà trong một khoảng thời gian nhất định. Thì cái chương trình này vừa mới được chấm dứt vào ngày 31 tháng 7 vừa qua. Và Kevin làm cái video này là vì có rất là nhiều bạn hỏi Kevin về cái foreclose này. Và đặc biệt là những bạn investor, là những bạn đầu tư đó. Thì ở đây Kevin muốn nhấn mạnh một điều á, là cái Federal Housing Finance Agency, gọi tắt là FHFA đó, họ có đặt ra một cái guideline là nếu mà bạn là đầu tư, là investor, là đầu tư mà các bạn muốn mua nhà foreclosure thì các bạn phải chờ 30 ngày sau khi cái nhà foreclose được lên thị trường. Cái mục đích mà họ làm vậy là họ muốn tạo ra nhiều điều kiện và cơ hội cho những người mua nhà để họ có thể mua nhà mà không bị cạnh tranh bởi những người đầu tư. Ok, thì bây giờ cái foreclose là cái gì? Thì foreclose đơn giản là cái nhà các bạn bị kéo, và cái nguyên nhân mà cái nhà của các bạn bị foreclose thường sẽ xoay quanh ba vấn đề. Thứ nhất là các bạn không trả tiền nhà, thứ hai là các bạn không trả tiền HOA, và thứ ba là các bạn không trả tiền thuế nhà. Thì thường thường đó, foreclose á, các bạn có ba cách để có thể mua nhà foreclose. Cách đầu tiên chúng ta có thể mua nhà foreclose qua cái chương trình gọi là short sale. Thì short sale ở đây mình có thể hiểu tạm đại khái là pre-foreclosure. Thì cái nguyên nhân short sale ở đây nó rất là đơn giản. Mình ví dụ nha, cái nhà của các bạn trị giá là 200 ngàn, nhưng mà các bạn nợ nhà băng là 250. Thì bây giờ các bạn sẽ tới gặp cái nhà băng và các bạn nói là bây giờ nhà băng có chịu tổn thất 50 ngàn để có thể giúp cho các bạn short sale hay không. Và vì sao mà hầu hết những người mà bị foreclose đó họ muốn short sale trước, nếu mà không được thì mới bị foreclose đó, là vì cái credit report đó, cái điểm tín dụng của các bạn đó, khi mà các bạn bị short sale đó nó sẽ nhẹ hơn là khi các bạn bị nhà băng foreclose cái nhà của các bạn. Thông thường đó, short sale á, cái điểm tín dụng nó sẽ ảnh hưởng từ 2 cho tới 4 năm ở trên cái credit report của các bạn, và foreclosure thì nó sẽ ảnh hưởng từ 7 cho tới 10 năm. Cho nên ai cũng muốn short sale thử. Và theo như mình biết thì nhà băng họ ít khi họ thích để short sale lắm, vì cái quá trình nó rất là lâu dài nè, rồi nhiều thủ tục nè, và nhà băng phải chịu tổn thất một lớn. Cho nên thường thường nhà băng họ foreclose hơn. Về cái vấn đề short sale đó, nó rất là chi tiết và nhiều thông tin. Ở đây mình chỉ chia sẻ những cái cách mà mình có thể mua nhà qua foreclose thôi. Còn nếu những bạn nào mà muốn biết thêm thông tin về short sale thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới. Và nếu mà có nhiều bình luận muốn biết về short sale thì Kevin sẽ làm một cái video riêng về cái chương trình này. Thì ở đây đó, mình cũng muốn nhấn mạnh một cái nữa, đó là thường thường khi mà các bạn thiếu tiền nhà từ 3 cho tới 4 tháng đó, thì cái điểm tín dụng của các bạn nó có thể bị effect khoảng 80 cho tới 100 điểm. Thì ở đây đó mình biết được đó là cái điểm tín dụng cao nhất của nước Mỹ là 850. Thì các bạn cứ nghĩ đi, từ 3 cho tới 4 cái mà cái tiền nhà mà các bạn bị thiếu, bị trừ hết 100 điểm thì khoảng bao lâu để các bạn có thể build lên lại được cái credit report của mình, cái credit score của mình. Ok, thì bây giờ short sale mình có thể kiếm mua ở đâu? Thì hầu hết short sale đều được đại diện bởi real estate agent, là những nhân viên địa ốc giống như tụi mình đây nè. Thì hầu hết khi mà tụi mình đại diện một cái short sale thì tụi mình đều bỏ lên một cái service nó gọi là MLS, là Multi Listing Service. Các bạn có thể lên Zillow, các bạn có thể lên HJR, lên Realtor.com, là đó là những trang web mà các bạn có thể search short sale, tìm những cái nhà short sale. Một điều mình muốn nhấn mạnh, nếu mà các bạn kiếm nhà short sale ở trên Zillow thì các bạn nên để ý là trên Zillow nó sẽ nhấn mạnh hai cái, một là short sale, một cái là pre-foreclosure. Thì với khái niệm của pre-foreclosure trên Zillow là những căn nhà họ không có bán nha, nó chỉ là những căn nhà mà nhà băng họ đã file cái report lên trên cái tòa án để chuẩn bị short sale, foreclose cái căn nhà này thôi, chứ căn nhà mà pre-foreclosure trên Zillow là họ không có bán. Ok, rồi thì cái cách mà các bạn có thể mua nhà foreclose thứ hai là qua một cái gọi là auction, gọi là đấu giá đó. Thì hầu hết những cái qua auction là các bạn phải có tiền mặt chuẩn bị. Thì tới đây đó, có rất là nhiều bạn đầu tư hỏi mình là liệu họ có thể
mượn tiền hot money lending không lender hay không á, là kiểu mượn 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 nóng đó. Thì ở đây đó hầu hết mình biết là 99% là những cái hot money lender họ không có chấp nhận cho các bạn mua tiền theo kiểu đấu giá, cho nên hầu hết cái kiểu mà foreclose auction là phải từ tiền của các bạn bỏ ra các bạn mới mua được. Thì ở cái foreclose auction này nó có những cái risk rất là nhiều. Thì chẳng hạn như một trong những cái risk đó đó là khi mà các bạn mua nhà foreclose qua auction đó, các bạn thứ nhất là các bạn không coi được cái nhà, các bạn phải mua xong hết rồi các bạn tới khi mà các bạn trao tiền rồi người ta mới trao nhà. Thì khi mà các bạn bước vô căn nhà đó, đó các bạn sẽ thấy may hên xui may rủi, nếu mà không có bị hư thiệt hại nhìn nặng nhiều đó thì các bạn lời nhiều, nếu mà thiệt hại nặng quá thì các bạn có thể bị lỗ. Rồi là nói về phần sửa chữa, rồi cái thứ hai đó là nhiều lúc các bạn sửa chữa xong rồi này nọ các bạn ở đâu đó nó lòi ra, tại vì người chủ trước đó họ có thể nợ những cái họ có thể bị nợ trên nhiều cái nợ khác nhau, và khi mà các bạn là chủ mới mua đó thì những cái nợ đó nó sẽ được chuyển khoản qua bạn, tức là bạn phải là người chịu trách nhiệm trả những cái nợ đó, chẳng hạn như là nợ thuế nè, nợ HOA nè. Đó là những cái risk khi mà các bạn mua nhà qua foreclose ở bên auction là đấu giá. Một điều nữa đó là các bạn sẽ không được làm appraisal gì hết, các bạn cũng không được làm inspection luôn. Nói chung là các bạn mua theo kiểu mà SE á, giống như đi đi ra đấu giá, các bạn thấy một căn nhà các bạn đấu giá được ăn không được thì thôi đó. Ok ha. Thì đó là cách thứ hai mà mình có thể mua nhà qua foreclose auction. Và nếu mà các bạn ở Texas thì cái auction này nó hay diễn ra vào đầu thứ ba của mỗi tháng, và cái thời gian auction nó thường từ 10 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều. Và tùy vào cái mỗi mỗi cái quận mà các bạn ở, cái county mà các bạn ở đó, các bạn có thể tới cái county đó và các bạn có thể đăng ký làm member, và tới đó các bạn có thể đấu giá bất cứ căn nhà nào mà họ có ở đó. Chẳng hạn như mình ở Harris thì các bạn có thể tới Harris County để đấu giá. Fort Bend thì các bạn có thể tới Fort Bend County để các bạn đấu giá. Và cái tiền để các bạn đóng làm member nó không có đáng là bao nhiêu hết. Ok, rồi ở đây á, cái cách thứ ba mà mình có thể mua nhà foreclose là mình có thể mua qua nó gọi là REO, gọi là Real Estate Owned. Thì thường thường những cái nhà mà Real Estate Owned này đó là nhà băng họ đã cố bán qua cái auction hay này nọ rồi nhưng mà nó không có thành công. Cho nên họ sẽ nhờ một người đại diện agent đại diện họ để bán cái nhà này. Thì cái REO đó dù sao đó, mình thấy nó vẫn tốt hơn là các bạn mua nhà qua auction. Thì cái nguyên nhân ở đây đó là khi mà các bạn mua nhà từ REO đó cũng giống như là các bạn đang mua nhà bình thường vậy đó, các bạn sẽ có được những cái quyền lợi cho dù nó không có giúp ích được nhiều, nhưng mà mình đơn giản ví dụ ha, thì khi mà các bạn mua nhà REO đó các bạn vẫn có thể làm được inspection, các bạn vẫn có thể đi mượn loan bình thường được. Nhưng mà một điều đó là cho dù các bạn làm inspection, các bạn làm gì cũng được hết, sau khi mà các bạn biết được cái nhà này quá tồi tệ đó, cái đó là các bạn không thể thương lượng giá cả được, tại vì REO đó họ bán SE cũng giống như auction gì đó. Nhưng mà cái đỡ hơn auction là cái REO này họ cho các bạn có cơ hội để làm inspection và các bạn cũng có thể có cơ hội đi mượn tiền để mua được căn nhà này. Thì ở đây đó repair như mình có nói đó là sau khi các bạn có inspection rồi các bạn muốn thương lượng cũng không được, nhưng mà cái tốt của cái repair là khi mà các bạn có được cái report của cái inspection đó, nếu mà các bạn thấy nó quá nhiều problem đi đó thì các bạn có thể back out. Thì tất nhiên các bạn sẽ bị mất những cái tiền option đồ này nọ, nhưng mà at least các bạn không phải bị lỗ quá lớn. Đó là ba cách mà các bạn có thể mua foreclosure nhà ở bất kỳ đâu ở trên nước Mỹ. Thì thường thường đó mình hay recommend là các bạn nên có một người nhân viên địa ốc, cho dù các bạn mua nhà resale, new construction hay là foreclosure như mình đang có đề cập này, thì mình nghĩ những cái người nhân viên địa ốc họ vẫn có nhiều kiến thức hơn để họ có thể giúp cho các bạn thành công để mua bán được mua hoặc bán một căn nhà của mình. Đó, nếu mà các bạn mua qua REO đó thì cái người realtor của các bạn cũng có thể giới thiệu cho các bạn pre-approve. Cái pre-approve là một cái giấy xác nhận là các bạn đã được một cái nhà băng nào đó họ cho các bạn mượn tiền để các bạn có thể đi mua những cái nhà resale, new construction hay là REO. Nếu mà các bạn có những câu hỏi gì, thắc mắc gì thì hãy để phần bình luận. Nếu các bạn thấy video này có ích thì đừng quên nhấn nút like, share và chia sẻ video này để mọi người biết thêm về cái chương trình này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và chúc mọi người một ngày vui vẻ.
Bye.